nhãn xứ cho đến ý xứ, trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh nhãn xứ cho đến tự tánh ý xứ ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh nhãn xứ cho đến tự tánh ý xứ ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, sắc xứ cho đến pháp xứ ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Sắc xứ cho đến pháp xứ trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh sắc xứ cho đến tự tánh pháp xứ ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh sắc xứ cho đến tự tánh pháp xứ ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, nhãn giới cho đến ý giới ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn giới cho đến ý giới trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh nhãn giới cho đến tự tánh ý giới ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh nhãn giới cho đến tự tánh ý giới ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, sắc giới cho đến pháp giới ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Sắc giới cho đến pháp giới trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh sắc giới cho đến tự tánh pháp giới ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh sắc giới cho đến tự tánh pháp giới ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, nhãn thức giới cho đến ý thức giới ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh nhãn thức giới cho đến tự tánh ý thức giới ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh nhãn thức giới cho đến tự tánh ý thức giới ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, nhãn xúc cho đến ý xúc ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhãn xúc cho đến ý xúc trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh nhãn xúc cho đến tự tánh ý xúc ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh nhãn xúc cho đến tự tánh ý xúc ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến tự tánh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến tự tánh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, địa giới cho đến thức giới ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Địa giới cho đến thức giới trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh địa giới cho đến tự tánh thức giới ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh địa giới cho đến tự tánh thức giới ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh nhân duyên cho đến tự tánh tăng thượng duyên ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh nhân duyên cho đến tự tánh tăng thượng duyên ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, vô minh cho đến lão tử ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vô minh cho đến lão tử trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao?
Vì trong bình đẳng, tự tánh vô minh cho đến tự tánh lão tử, ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh vô minh cho đến tự tánh lão tử, ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh bố thí ba la mật đa cho đến tự tánh bát nhã ba la mật đa, ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh bố thí ba la mật đa cho đến tự tánh bát nhã ba la mật đa, ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh bốn niệm trụ cho đến tự tánh tám chi thánh đạo ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh bốn niệm trụ cho đến tự tánh tám chi thánh đạo ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện ở giai đoạn trước sau giữa còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện tám giải thoát chín định thứ đệ ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Tám giải thoát chín định thứ đệ trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh tám giải thoát chín định thứ đệ ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh tám giải thoát chín định thứ đệ ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện tịnh quán địa cho đến Như Lai địa ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh tịnh quán địa cho đến tự tánh Như Lai địa ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh tịnh quán địa cho đến tự tánh Như Lai địa ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện cực hỷ địa cho đến pháp vân địa ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh cực hỷ địa cho đến tự tánh pháp vân địa ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh cực hỷ địa cho đến tự tánh pháp vân địa ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc. Huống gì tự tánh pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện năm loại mắt, sáu phép thần thông ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Năm loại mắt, sáu phép thần thông trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc.
Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh năm loại mắt, sáu phép thần thông, ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc, huống gì tự tánh năm loại mắt, sáu phép thần thông ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh mười lực Như Lai cho đến tự tánh 18 pháp Phật bất cộng, ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc, huống gì tự tánh mười lực Như Lai cho đến tự tánh 18 pháp Phật bất cộng, ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc, huống gì tự tánh pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc, huống gì tự tánh trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Lại nữa, thiện hiện, dị sanh, thanh văn, độc giác, Bồ Tát, Như Lai ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Dị sanh cho đến Như Lai trong ba giai đoạn bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tự tánh dị sanh cho đến tự tánh Như Lai ở giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong bình đẳng, tánh bình đẳng còn bất khả đắc, huống gì tự tánh dị sanh cho đến tự tánh Như Lai ở giai đoạn trước sau giữa có thể đắc ư? Vì ngã hữu tình, nói rộng cho đến người biết người thấy bất khả đắc. Như vậy, thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa tinh cần tu học ba giai đoạn bình đẳng, mau chóng viên mãn trí nhất thiết trí. Như vậy gọi là tướng đại thừa ba giai đoạn bình đẳng của các đại Bồ Tát. Nếu các đại Bồ Tát nào an trụ trong tướng đại thừa như vậy, thì vượt khắp tất cả thế gian trời người Atula vân vân, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi lạc hữu tình ở đời vị lai. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lành thay, lành thay, nay Như Lai chéo vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết nghĩa đại thừa như vậy. Đại thừa như vậy tối tôn tối thắng, chúng đại Bồ Tát ở đời quá khứ đã học trong đây mà chứng đắc trí nhất thiết trí, chúng đại Bồ Tát ở đời vị lai sẽ học trong đây mà chứng đắc trí nhất thiết trí. Tất cả chúng đại Bồ Tát đời hiện tại ở mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới đang học trong đây cũng được chứng đắc trí nhất thiết trí. Cho nên đại thừa tối tôn tối thắng có thể làm nơi nương tựa chân thật thù thắng cho trí nhất thiết trí của chúng đại Bồ Tát. Phật bảo thiện hiện: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Chúng đại Bồ Tát ở đời quá khứ vị lai hiện tại có thể dựa vào đại thừa mà tinh cần tu học thì mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi lạc hữu tình nơi đời vị lai. Cho nên đại thừa tối tôn tối thắng vượt khắp tất cả thế gian trời người Atula vân vân, vì vậy chúng đại Bồ Tát phải siêng năng tu học. Bấy giờ mãn từ tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lúc trước Như Lai dạy tôn giả thiện hiện vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, sau này lại thuyết nhiều nghĩa về đại thừa. Lúc đó thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, từ trước đến nay con nói nhiều nghĩa về đại thừa, nhưng không lúc nào trái ý Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật bảo thiện hiện: Từ trước đến nay ông thuyết nhiều nghĩa đại thừa đều tùy thuận theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, không chỗ nào sai trái. Vì sao? Vì tất cả pháp thiện, pháp Bồ Đề Phần
Pháp Thanh Văn, Pháp Độc Giác, Pháp Bồ Tát hoặc Pháp Như Lai. Tất cả pháp như thế đều thông nhiếp thâm nhập vào Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa. Thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những gì là tất cả pháp thiện, pháp Bồ Đề Phần, pháp Thanh Văn, pháp Độc Giác, pháp Bồ Tát hoặc pháp Như Lai, tất cả pháp như thế đều thông nhiếp thâm nhập vào Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa. Phật bảo thiện hiện: Bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tám giải thoát chín định thứ đệ, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết trí, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Hiện hiện nên biết, các pháp như vậy đều là thiện pháp, pháp Bồ Đề Phần, pháp Thanh Văn, pháp Độc Giác, pháp Bồ Tát hoặc pháp Như Lai. Tất cả pháp như thế đều thông nhiếp thâm nhập vào Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa. Thiện hiện nên biết, Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, sắc quẩn cho đến thức quẩn, nhãn xứ cho đến ý xứ, sắc xứ cho đến pháp xứ, nhãn giới cho đến ý giới, sắc giới cho đến pháp giới, nhãn thức giới cho đến ý thức giới, nhãn xúc cho đến ý xúc, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, địa giới cho đến thức giới, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, vô minh cho đến lão tử, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, pháp thiện, pháp bất thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp học, pháp vô học, pháp chẳng phải học, chẳng phải vô học, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, chín định thứ đệ, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, pháp thiện, pháp bất thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, thánh đế khổ tập diệt đạo, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, trần như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, pháp luật, Phật thuyết, sự giác ngộ, Bồ Đề Niết Bàn, tất cả như thế đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải bất tương ưng, vô sắc, vô kiến, vô đối, nhất tướng, gọi là vô tướng. Do nhân duyên này, nên từ trước đến nay, ông thuyết nhiều nghĩa đại thừa, đều tùy thuận theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, không chỗ nào sai trái. Vì sao? Vì Đại Thừa không khác Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa. Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa cũng không khác Đại Thừa. Vì sao? Vì Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, tánh nó không hai, không hai phần. Đại Thừa không khác bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng không khác Đại Thừa. Vì sao? Vì Đại Thừa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tánh nó không hai, không hai phần. Đại Thừa không khác bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không khác Đại Thừa. Vì sao? Vì Đại Thừa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tánh nó không hai, không hai phần. Đại Thừa không khác tám giải thoát chín định thứ đệ, tám giải thoát chín định thứ đệ cũng không khác Đại Thừa. Vì sao? Vì Đại Thừa tám giải thoát chín định thứ đệ, tánh nó không hai, không hai phần. Đại Thừa không khác pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng không khác Đại Thừa. Vì sao? Vì Đại Thừa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tánh nó không hai, không hai phần. Đại Thừa không khác tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa cũng không khác Đại Thừa. Vì sao? Vì Đại Thừa tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, tánh nó không hai, không hai phần. Đại Thừa không khác cực hỷ địa cho đến pháp vân địa,
cực hỷ địa cho đến pháp vân địa cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác năm loại mắt, sáu phép thần thông. Năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa, năm loại mắt, sáu phép thần thông, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa, 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa, pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác thánh đế khổ tập diệt đạo, thánh đế khổ tập diệt đạo cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa, thánh đế khổ tập diệt đạo, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không cũng không khác đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, tánh nó không hai, không hai phần. Đại thừa không khác chân như của cho,